Trong hai ngày 14 và 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hội An khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm xem xét các báo cáo thường lệ cuối năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục phục hồi và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước trên 6.900 tỷ đồng, đạt trên 130% kế hoạch, tăng trên 36,8% so với năm ngoái. Cơ cấu kinh tế du lịch dịch vụ thương mại chiếm 63,94%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,18 triệu đồng, tăng 6,65 triệu đồng. Lượng khách đến tham quan ước đạt 4 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông ngư nghiệp duy trì ổn định, chuyển hướng, tạo ra sản phẩm dịch vụ gắn kết với hoạt động du lịch. Thu ngân sách dù không đạt kế hoạch về nguồn thu từ đất, nhưng thu nội địa tăng cao. Lĩnh vực đầu tư xây dựng có chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, công tác an sinh xã hội, lao động việc làm được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Cải cách hành chính chuyển biến tốt, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được thực hiện chủ động, tích cực. Về nhiệm vụ năm 2024, Hội An tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, khôi phục sản xuất, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ, các điểm du lịch, phấn đấu đạt giá trị sản xuất tăng từ 10 đến 11%, tỷ trọng ngành du lịch dịch vụ thương mại tăng từ 10 đến 11%, thu nhập bình quân đầu người trên năm đạt 58 triệu đồng, v.v.